Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh ô tô Duy Khánh. Bên em đơn vị chuyên kinh doanh mua bán tất cả các loại xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi, có địa chỉ tại số 1 Bắc Sơn An Dương, thành phố Hải Phòng. Đấy, bãi xe rất là lớn, có hàng khoảng 150 đầu xe nhé, rất nhiều sự lựa chọn cho quý vị các bạn. Đó, ngay cạnh đường 10 đây. Đó, đường 10 này. Đó, phía đối diện bên kia là chùa Cao Linh này. Đó, rất là tiện đường nhá. Vâng, hôm nay xem lên sóng báo giá nhanh tới toàn thể quý vị các bạn những cái mẫu xe chất lượng cao, mẫu xe hàng tuyển chọn là có ở cửa hàng nhá, mẫu sedan 2 đầu hatchback. Đấy, dòng xe hôm nay em chỉ báo giá những dòng xe 5 chỗ thôi, còn 7 chỗ thì em xin phép báo giá vào hôm khác. Vâng, chiếc đầu tiên là một chiếc Deula Jetty phiên bản Việt, sản xuất 2009, phiên bản số sàn, động cơ 1.6. Đấy, một mẫu xe gia đình sử dụng, không chạy taxi dịch vụ, tư nhân chính chủ. Đấy, 2009, chiếc này chỉ có mức giá là 150 triệu đồng thôi. Đó. Đấy, màn hình Android cam lùi. Chiếc xe này thì sơn zin, máy số vẫn còn zin nhá. Đó, đều là xe đi 150 triệu đồng, mang biển kiểm soát Quảng Ninh. Tiếp theo là cũng một chiếc xe đến từ Quảng Ninh, một chiếc Toyota Vios bản limo lăng kịch, sản xuất 2010, phiên bản số sàn, hộp số 5 cấp và dung tích xin anh là 1.5, bản limo đã lăng kịch đồ rồi, là răng đúc 4 bánh, gương kính chỉnh điện, gương cụp xe và đèn gầm. Chiếc xe này khá là đẹp này. Đấy, 190 triệu đồng. Đấy, một mẫu xe anh hùng quốc dân, nồi đồng cuối đá phá không hỏng. Đấy, thiết kế đơn giản, không có gì để hỏng nhá. Đấy, keo chỉ bốn cánh zin hết. Đó, trần sạch sẽ, nội thất ghế bọc da, khóa điện, vô lăng ba chấu. Đó, màn hình cam lùi, màn hình DVD nhá. Đó, xi nhan tích hợp trên gương. Đấy, động cơ VTI. Đấy, van biến thiên thông minh. Một chiếc Mitsubishi Attra sản xuất 2017 phiên bản số tự động. Đấy, nhập Thái. Đấy, chiếc này là động cơ 1.2 và hộp số CVT. Đó, chiếc xe này thì chỉ có mức giá là 345 triệu đồng, 335 triệu đồng thôi nhá, tư nhân chính chủ sử dụng. Một chiếc Hyundai i20 nhập khẩu sản xuất 2011. 2011 phiên bản số tự động, hộp số 4 cấp và dung tích xe anh là 1.4, mang biển kiểm soát Linh Bình. Đấy, sơn xi màu bạc, là răng đúc 4 bánh phanh đĩa ABS. Đó. Đấy, túi khí đầy đủ, gia đình sử dụng rất là giữ xe. Nội thất tạp lì, tâm đồ rất là sạch sẽ. Đấy, chiếc xe này đang có mức giá là 275 triệu đồng. 275 triệu đồng. Hyundai i20, một dòng xe hatchback rộng rãi. Đấy, nhưng lại rất là phù hợp trong đô thị. Một chiếc Hyundai Grand i10 nhập khẩu sản xuất 2018 xe này thì là 2018 thì đã sản xuất và lắp ráp trong nước rồi. i10 2016, một chiếc xe gia đình. Bản thiếu máy 1.0, trang bị 3 máy, rất là tiết kiệm nhiên liệu. Xe có mức giá đề xuất là 218 triệu đồng, là răng nguyên bản theo xe. Đó, rất nhiều mẫu sedan 2 đầu nhé. Sản xuất 2014 này, sơn xi thì màu đỏ quá nhá. Trang bị la răng đúc 4 bánh, trang bị túi khí ABS. Vâng, một chiếc Kia Cerato sản xuất 2007 phiên bản số sàn, máy 1.6 nhé, 155 triệu đồng, mang biển kiểm soát thủ đô. Đấy, độ mây bách. Một chiếc Kia Cerato sản xuất 2009 nhé, 2009 phiên bản số tự động nhập khẩu. Hiện tại chiếc xe này đang có mức giá là 309 triệu đồng. Tiếp theo đây là một chiếc Mazda 3S, Mazda 2S
phiên bản nâng cấp của Mazda 2 sản xuất 2014, số tự động, hộp số 4 cấp và dung tích xi lanh là 1.5. Mẫu xe hatchback rộng rãi và rất là khỏe. Đó, tư nhân sử dụng. Đấy, vô lăng 3 chấu. Đấy, trên vô lăng tích hợp phím bấm, phanh đĩa ABS, túi khí đầy đủ. Đấy, nội thất ghế da nguyên bản, trần lì nguyên bản. Mazda 2 338 triệu đồng nhé. Vâng, tiếp theo là một chiếc Toyota Vios sản xuất 2010, bản E-Sit, la răng đúc, gương kính, chỉnh điện tất cả đều nguyên bản theo xe. Đó, bản E-Sit. Xe này có mức giá đề xuất là 248 triệu đồng, phiên bản số sàn, hộp số lắp cốc và dung tích xi lanh là 1.5. Vâng, tiếp theo là một chiếc Toyota Vios bản E-Sit sản xuất 2014, phiên bản số sàn, hộp số 5 cấp, dung tích xi lanh là 1.5. Đấy, xe có qua dịch vụ nhưng mà còn khá là đẹp này, sơn xi màu vàng cát, sạch sẽ, trang bị đầy đủ rồi. Một chiếc Toyota Vios bản Nimo lăng kịch sản xuất 2010, phiên bản số sàn, hộp số 5 cấp, dung tích xi lanh là 1.5. lăng kịch đồ, gương kính chỉnh điện, là răng đúc 4 bánh, nội thất ghế da rồi. Chiếc xe này đang có mức giá đề xuất là 189 triệu đồng. Đấy, gương tụ cụp này, rút chìa khóa này. Đó, nội thất ghế da sạch sẽ, phiên bản số sàn, vô lăng 3 chấu, vô lăng trợ lực lái điện. Vâng, một chiếc Deula Zafti nhập khẩu sản xuất 2010, bản CX, phiên bản số tự động, máy 1.6. Xe rất là đẹp này. Đó, là răng đúc 4 bánh, phanh đĩa ABS, túi khí đầy đủ. Chiếc xe này chỉ có mức giá là 235 triệu đồng thôi. Đó, xe đẹp mà giá rất là êm. Đó, màn hình OLED C2 nhá. 4 năm cũ đấy. Đó, nội thất ghế bọc da, phiên bản số tự động, điều hòa auto. Dòng xe này thì còn được trang bị đèn pha auto nữa. Đó, 235 triệu đồng. Một chiếc Kia K3 sản xuất 2014, lăn bánh ở đầu 2015, tư nhân chính chủ. Chiếc xe này đang có mức giá là 365 triệu đồng. Kia K3 nhé. Đấy, phân khúc C, xi nhan trên, gương, gương kính chỉnh điện, gương cụp xe, phiên bản số sàn. Đó, điều hòa auto, màn hình 7 inch theo xe, 8 inch theo xe nhé, màn hình DVD. Đấy, vô lăng tích hợp phím bấm 3 chế độ lái, comfort lock màu và sport. Đấy, thiết kế ra nguyên bản, không đâm va tai nạn ngập nước. 365 triệu đồng. Đó, Kia K3, màu trắng rất là đẹp. Xe này mà làm dịch vụ cô dâu hoặc chạy gia đình thì quá đẹp luôn. Một chiếc Toyota Vios E, Vios E nhá, sản xuất 2015, phiên bản số sàn, hộp số 5 cấp và dung tích xi lanh là 1.5, mang biển kiểm soát Sài Gòn. Đấy, bác là Hà Nội Sài Gòn thì không phải mất 20 triệu tiền biển, tất cả cái xi nhan, gương kính chỉnh điện, là răng đúc 4 bánh, tất cả đều nguyên bản theo xe nhá. Đó, màn hình Android. Trời đang mưa rất là to này. Đó, vô lăng méo dạng vô lăng đề cắt, vô lăng thể thao. Đấy, ngồi lái xe nó không vướng đùi nhá. Đó, phiên bản số sàn, hộp số 5 cấp và điều hòa cơ. Một trong những dòng xe gọi là anh hùng quốc dân. Thiết kế đơn giản, máy móc thì bền bỉ. Đó, Toyota Vios E. Trời giờ này là mưa rất to. Quý vị các bạn, là trước mắt quý vị các bạn là một chiếc Chevrolet Aveo, mang biển kiểm soát 51G
44716. Đấy, sơn xi màu trắng rất là đẹp. Phiên bản số sàn, hộp số 45 cấp và dung tích xi lanh là 1.4 nhá. Dòng này là máy đã máy trang bị máy mới rồi. Đấy, tư nhân sử dụng. Chiếc xe này thì chỉ có mức giá là 258 triệu đồng thôi. 258 triệu đồng, có bớt chút xíu nữa. Đấy, một chiếc Kia Cerato sản xuất 2009. Nhập khẩu phiên bản số tự động, một số 6 cấp và dung tích xi lanh là 1.6. Kia Cerato mang biển kiểm soát Hải Phòng 15A09297. Chiếc xe này đang có mức giá là 285 triệu đồng phiên bản số tự động nhé, chưa đến 300 triệu đồng đâu. Một chiếc Toyota Vios bản limo lân kịch mang biển kiểm soát Quảng Ninh 14A32556. Một chiếc limo mà lân không còn chỗ nào để lân nữa. Đấy, phanh đĩa ABS cả phanh đĩa cả phía sau rồi. Đó, sơn xi màu vàng cát, màn hình cam lùi đầy đủ. Chiếc xe này đang có mức giá, vâng, xe này là sản xuất 2011 và mức giá là 205 triệu đồng. Đó, Toyota Vios. Đây là một chiếc Chevrolet Aveo sản xuất 2017 phiên bản số sàn, một số 5 cấp và dung tích xi lanh là 1.4, máy mới, sơn xi màu bạc, tư nhân chính chủ, 258 triệu đồng, khó bớt nhé. Đó, một chiếc Toyota Vios bản EC tư nhân sử dụng, không taxi dịch vụ, sản xuất ra 2017 phiên bản số sàn bản EC 2017 và mức giá đề xuất là 379 triệu đồng. Một chiếc Audi A6 sản xuất 2006, 328 triệu đồng. Một mẫu xe sang, phân khúc D. Một chiếc Kia Rio sản xuất 2015, bản sedan 2 đầu. Đó, Kia Rio nhập khẩu nhé, bản sedan 2 đầu, tư nhân sử dụng, mang biển kiểm soát thủ đô. Chiếc xe này thì chỉ có mức giá là 295 triệu đồng thôi. 295 triệu đồng, 2015 nhập khẩu, phiên bản số sàn, số 5 cấp và dung tích xi lanh là 1.4, tiết kiệm nhiên liệu và form dáng khá là đẹp. Vâng, vừa rồi thì em đã báo giá nhanh tới toàn thể quý vị các bạn những cái mẫu xe có tại cửa hàng. Quý vị các bạn mà quan tâm có nhu cầu sử dụng mẫu xe nào liên hệ cho em Khánh theo số điện thoại 0917165240 hoặc kết bạn Zalo em để biết thêm chi tiết về chiếc xe mình cần mua, cũng như có thể đến trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm xem xe và lái thử. Vâng, em xin được kết thúc video đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn đã đồng hành ủng hộ kênh ô tô Duy Khánh. Xin chúc quý vị các bạn luôn mạnh khỏe, cuộc sống thật nhiều vui và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video tiếp theo.